B711 B717. Ê, Hàng Cốt Đột, đây nè. Ai biết? Để tao bấm chuông kêu ba tao mở cửa. Ủa con, ba mới tới. Dạ, chào chú. Dạ, thưa chú. Chào con. Dạ. Ủa, hai đứa con là... Ở đâu có sự sống, ở đó có công lý. Ở đâu có công lý, ở đó có tụ cấp. Trời, biết nổi, tam hợp. Xin chào. Ê. Ủa, phải ba mày không vậy? Ủa, chẳng lẽ ba tao có anh em xin lỗi ta? Ba ơi, vậy là trước giờ á, tụi con ở chung với anh Tình đúng không? Dạ đúng rồi chú, tụi con á coi nhau như anh em vậy, thân lắm. Thân lắm. Không, không có thân nha ba. Ủa chứ sao con, nó mới nói thân vậy? Không không, nó nói thân là chuyện của nó, nhưng mà con chỉ chơi với nó thôi, chứ con không hề thân với nó. Thằng này là say goodbye. Cái kỳ vậy? Dạ đúng rồi chú, con chỉ thân với thằng này à. Có, ở nhà có hai đứa con lưu thủi của mình à, chứ còn con chú đi chơi với gái rồi. Cái gì? Gì vụ gái gú đây? Ơi, đâu có đâu bà. Sao? Gái gú ở đây là con đi học thêm, con học kèm 1:1 là nhỏ bạn con nó kèm con anh Văn. Nhỏ bạn đúng rồi, mấy lần trước con nói ba đó. Nó không rõ ràng vậy trơn. Ồ, thân lắm á, thân á, này thân nên nó dở vậy đó ba. Lúc này thân rồi hả? Thôi được rồi, miễn sao ba đứa chơi thân nhau là mừng rồi. Dạ. Bây giờ vậy. Ý, chưa nữa. Con tên gì? Dạ, con tên Lý. Con là Thức. Con là Tình. Dạ. Kêu kìa. Ơi, Tình cha mày. Tao là ba mày, không lẽ tao biết tên mày? Mày đặt giới thiệu nữa. Ủa, quên. Liệu, tại vì mỗi lần mấy quỷ này giới thiệu cái nói theo không biết gì đâu. Mệt quá. Dạ, con là Lý. Con là Thức. Con là Tình. Nhanh. Dạ. Tình bà nổi mày với Tình. Mới đó à. Lặp lại nữa. Nè, con tên Tình mà ba thấy con không có tỉnh gì hết trơn trời. Ủa ba. Ừ? Con tên Tình. Ừ. Thì liên quan gì đến vấn đề con tỉnh ba? Liên quan với chứ. Tình bỏ dấu quyền, thêm dấu hỏi vô là tỉnh. Có cái câu này tỉnh hơn nè. Câu gì? Bà nội mày có phải là mẹ của ba mày không? Sao ba mày chửi vậy? Gì vậy? Dạ không. Nó xấu gì phải không? Dạ không, tỉnh. Thì lon thoáng gì nội gì á? Dạ, nội ngoại gì? Hả? Không có. À, thôi được rồi, miễn sao ba đứa chơi nhau được rồi. Bây giờ nghe nè, ba đã nói chuyện với bà chủ nhà rồi. Tụi con cứ ở đây, tới tháng đóng tiền cho bà. Bà ở căn chung cư sát bên đây nè. Ô, vậy tiện quá chú ha. Ở gần có gì mình chạy qua chạy lại hỗ trợ nhau. Tình thương mến thương. Ba xiết nợ giùm cho bà được 2 căn nhà. Ồ. Căn á bà ở, rồi căn này bà cho thuê. Ủa, bà giàu ghê mày. Nhưng mà con không biết là bà chủ nhà có khó không? Tại vừa rồi là bà chủ nhà của con khó lắm. Đúng vậy hả? Ủa, yên tâm, bà chủ nhà này dễ tính lắm. Được cái bà thương sinh viên ghê nghe không? Ồ, chủ nhà là phải vậy. Tụi con cứ yên tâm ở, không có lo gì hết. Dạ, đây. Con cảm ơn chú nhiều nha. Thôi chết rồi, tới giờ chú đi rồi. Thôi ba đi nha con. Dạ. Tụi con ở đây thu xếp đồ đạc để ở ha. Dạ. Thôi dạ. Ba đi à. Dạ ba đi cẩn thận. Chú cứ yên tâm mà đi. Ở nhà con uống nắng thằng Tình nó tỉnh lại cho. Con uống nắng nó hả? Dạ. Coi chừng nó uống nắng ngược lại con á. Thôi ba đi nhá. Dạ. Dạ. Thấy ba tao phong thái lịch sự không? Đi xiết nợ là cầm theo cái cặp táp vậy đó, để cho người ta biết mình là giang hồ. Tiền nhiều lắm hả? Thôi. Nhưng mà. Yeah! Gì? Tao nói cho tụi bay biết nha. Bắt đầu từ hôm nay tao là chủ của căn nhà này. Và tao có một cái quy luật đầu tiên. Gì? Đi mua đồ. Yeah!